của cây này. Cũng giá à? Không thưởng đâu có bông nào à. Cây 10.000 hả? Lấy cái bông nở nở đi rồi nở bự á, lấy bông nở bự á, lấy 6 cây đi. Thảo ơi, 15 bạch lan tiếp vô bọc rồi ta kiểm tra còn thứ nhiều cho chị hay. Có cái bông hồng nè cô. Bà là người già nè, mấy bà là người già nên đi là chùm khăn nè. Bà là người già cô chú. Dạ con gửi xe này, để cho ông ngủ hả? Có biên số biên gì không? Khỏi hả? Dạ, dạ của con đó. Bán đồ nè cô biết chi chú Hưng ơi, bán cá cô mực rồi nè cô chú. Dạ dạ chưa em đi coi à, có gì em ạ? Dạ con đi coi, để con coi một cái đi có gì à. Dạ dạ à. Dạ dạ nó mua với Đà Phật đó cho mấy cô biết chi chú Hưng ơi. Dạ tôm ghẹ mực gì không à cô biết chi chứ không à. Dạ bán tôm ghẹ mực gì không à cô chú à. Dạ tôm ghẹ mực không. Dạ dạ em đang coi ạ. Dạ tôi mua với Đà Phật cô biết kêu chú Hưng ơi, con ốc thịt ngựa cá nè. Dạ gà cá, dạ gà cá thì không được cô biết kêu. Gà cá thì không cô biết kêu ơi, bán đâu cùng luôn cô chú ơi, đàn cua nữa nè. Dạ hết á, để em coi vậy à. Em đang coi. Dạ mấy cô mấy gì mờ đó cô, mấy cô mấy gì mờ đó cô, mấy cô mấy gì mờ đó cô, mấy cô mấy gì mờ nè. Con Út đang đi kiếm nè cô, kiếm cá kiếm đồ gì nè. Hôm nay mùng 10 tháng giêng âm lịch, vợ chồng cô Vicky và chú Hưng đi phóng sanh mực cá không nè. Mực cá tôm cua gì không nè. Mực cá tôm cua không mà cô ơi. Cá bông lao này, cá bự nữa nè. Cá bự nè. Dạ. Chữ lao hết.
Dạ, cá tôm chua. Cá tôm cua rồi gì cô, người ta bán mấy gì không à? Ba khía khô gì nè cô chú. Con đang đi bà bán ốc bà ngủ luôn rồi cô biết chi chú Hưng ơi. Bà bán ốc cái bà ngủ rồi nè cô biết chi chú Hưng. Cô bán rồi ngủ luôn rồi cô chú ơi, bán ốc quá trời. Dạ. Con đang đi kiếm. Vậy hả? Dạ. Bà buồn ngủ cô chú. Con đi kiếm cá nè. Bà bán rau hành. Con Út đang đi kiếm nè quý vị, đi cùng với con Út đi không? Bán đồ nè ông ba, bán đồ sạch sạch nè. Bán đồ sạch sạch nè ông bà ơi. Dầu đường nước tương bột ngọt gì nè ông ba. Bán sạch sạch lắm. Bán đồ sạp sạp luôn ông bà ơi. Bán bánh thôi gì nữa, ăn bánh thôi gì nữa. Bán bánh thôi gì ông bà, cô chú bác bánh kẹo. Bánh kẹo ông bà. Bánh kẹo quá chừng. Bánh kẹo xá chùm ruột nè ông bà, bánh mứt chùm ruột nè. Bánh mứt chùm ruột rồi dưỡng ba. Dạ. Hello. Đây bán gạo ông bà, bán đồ gì bà ngủ luôn bà. Bà ngủ. Dạ con đi mua cá phóng xanh. Dạ, con đi mua cá nè bà. Bữa nay mùng 10 á, ngày vía thằng Tài á bà. Dạ, con đi mua cá, con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ, gạo á. Bà ơi, mùa nha, nhốt dốt. Bán quần áo sạp sạp kệ kệ nè cô chú. Bán quần áo sạp sạp kệ kệ. Có gì nó sạch sạch kệ kệ luôn nè. Đi rồi. Dạ. Con đang đi lấy đồ. Ở đây đâu có bán rùa đâu hả chú? Ở đây là đâu có bán rùa đâu hả cô? Bán đâu hả? Không. Con đang mua cá nè cô Vicky chú Hân ơi, chỗ bán cá nè. Ở đây chợ người ta bán hả? Đồ biển, đồ hải sản gì đó cô chú. Dạ, bán gì quá chừng luôn, đang lựa nè. Bữa nay cá có bầu không chị? Có. Vậy hả? Có bầu luôn hả? Trời ơi, cá trứng không là đẻ, nó đẻ dữ lắm á. Có bầu này á, được thả đi á, cứu nhiều lắm á. Dạ, cứu nhiều sinh ra trong bầu lắm á. Trời ơi, cá có bầu á, cô biết khi chú Hưng ơi, cá bầu nè, nay nay mùng 10 nữa chị, mùng 10 à, quá trời, ta đi mua vàng dữ dạ. Sao mua vàng gì dữ dạ? Bữa nay là biết ngay ngày vía thằng Tài. Vía thằng Tài á hả? Ồ, đi mua vàng thấy quá chừng luôn chị coi.
Bộ dưới thằng Tài là người ta mua vàng lắm hả? Vàng, người ta có vàng vô. Vậy là người ta giống như người ta nói gì hả chị? Bỏ vô quá chừng. Không, như vàng vô trong nhà người ta có vàng mà chứ. Giống như là dưới thằng Tài là mua vàng. Bỏ vô trong tiệm vàng quá trời chen nhau đông đông rồi. Như ai có thợ địa là mình mua đồ gì mình cứu mỏng á. Dạ. Cái mùng 10 nè, cô biết kêu chú Hưng thả cá nè chị, cú nè. Cú. Nãy giờ đi vòng vòng đâu có thấy rùa thấy gì đâu bà. Đâu. Nãy giờ đi kiếm không có. Không. Vậy hả? Ta không bán hay con rùa nhỏ nhỏ gì á bà. Bởi vì nãy giờ cũng đi vòng vòng kiếm rùa nè không có rùa. À, chị dở cái bội coi, dở cái bội coi. Dở lên nó nhảy ra không? Dở lên nó nhảy ra. Bây giờ chị nói cho cô chú nghe, đi vô. Vô đây đứng nói cho cô chú nghe cái dây cái này giá thì nhiêu nè. 35.000. Đâu bà đi vô đây đứng nè. Cái này cá gì chị? Cái cá đó. Cá chơi. Giá nhiêu? 35 chung với cá chép. Cá chép nhiêu tiền? Hả? Cá chép 1kg nhiêu? Cá chép cũng 35 à. Rồi cô biết kia chú Hưng ơi, cá chơi 1kg 35.000. Cá chép có bầu gì rồi bà chị này bán này cũng 35.000 nha cô chú. Bây giờ đổ ra căng nè. Rồi, sao? Đổ ra đó hả? Rồi được chưa? Hả? Tiếp ở đâu? Cái thùng nãy hả? Rồi chưa gịch lại nè. Rồi chưa? Rồi chưa gịch này gịch dây ra làm sao hả? Rồi chưa gịch này vậy rồi đó xong rồi đó hả? Cô biết kêu chú Hưng ơi nè cá này giờ này còn cá nữa. Cá bên đây cá gì nữa vậy? Cá chơi luôn hả? Nhắm đã mua hết không? Hả? Mua trong dòng phạm vi tiền à? Chứ đâu mà mua hết cả làng. Cả làng biết bao nhiêu triệu. Một đống đống. Chỉ hết bao nhiêu này cũng có. Đâu để cái để cái gỗ lên đàng hoàng để em quay cho cô chú coi coi. Chưa. Cái này là để coi coi bao nhiêu rồi. Cái sọt này như vậy hả? Cái gì? Cái cá nào vậy? Chưa. Đúng rồi, nửa ký cô biết kêu chú Hưng ơi. Cái sọt là nửa ký. Nhiêu? Cái nào cũng nửa ký hết à. Rồi đang bì á cô Vicky chú hơn đang bì á cô chú. Rồi giờ bắt đầu chị căng nha. Nè các em cá chép được gì có bầu nè. Có bầu nè cô Vicky chú Hưng ơi, có bầu nè, cái bụng bầu nè cô chú. Bây giờ cô chú giải cứu cho các em đi rồi. Không còn bị giam cầm nữa. Nè cô chú ơi, không còn bị giam cầm nữa, các em sẽ được đợt thả nha. Nè có bầu nè cô biết kia chú Hưng, bụng bầu nè. Bụng bầu đó, mấy cái con này bụng bầu nè cô chú ơi. Cái bụng bầu nè. Đó được mẹ. Mẹ chở các con đi ra ngoài sông lớn, dòng sông, sanh con đẻ cái ở nơi đó. Hôm nay đủ duyên lành bằng tình cảm yêu thương trong ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch, ngày vía ông thằng Tài đó. Mà vợ chồng cô biết kia chú Hưng giải cứu cá nè, ngay cá chép nè cô chú. Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu căng cô biết kia chú Hưng ơi. Cái này là giá 35.000 phải không chị? Dạ nói cho cô chú. Dạ cô biết kia chú Hưng ơi nè, chị đang căng nè. Dạ. Nam mô Di Đà Phật đó cô chú nè. Cá chép có bầu không nè cô chú ơi. Trời ơi nè. Hôm nay được cô biết kia chú Hưng ông đó giải cứu. Đó chị đang hốt vô đó cô chú. Rồi coi cái gọt 500g này đó, nửa ký đó. Bỏ gì rồi? Đâu? Coi nó nhảy như vậy. Nào. 15,5 kg, còn 15. Đâu. 15,5 kg. Rồi. Con nhỏ đi, con nhỏ ha. À, thì con nhỏ đó. Rồi 15,5 kg cô, đâu cô biết kêu chú Hưng ơi, trừ cái gọt già dạ, rồi. Còn 15 trừ cái giọt kia, cái sọt ra coi 15. Dạ. Đổ vô ra phi đó đặng có oxy. 15. Ôi cá có bầu bự không cô chú ơi, bầu bự nè. Bầu bự mẹ con nè.
đang đi nè. Ôi bụng bầu xong cá chép nè, cá chép ba đi nè. Mười hai rưỡi, 12:30 còn 12 cô chú ơi, 12 với 15, 27 ký rồi đó cô chú ơi. Dạ đổ vô đặng đăng để vô oxy đó cô chú, cho cá thở trong bình oxy. Dạ. Nam mô Di Đà Phật. Dạ cá con đồ gì đó ha. Cá con đồ gì nè cô chú, con nhỏ nhỏ đồ gì nè. Đó. Con nhỏ nhỏ không cô chú ơi, cá con nhỏ không à. Rồi để lên. Kêu anh kia bắt cá chơi con rồi. Như cái này còn lại 11 cây, 11 cái cử. Đi con cá chơi để bắt qua. Đâu bắt qua đây. Thấy chưa? Rồi kìa. Đâu, để coi coi. 11:30 còn 11 rồi, cái này là 11:30 nè cô chú. Còn 11. Cái này là 11 với nãy 27. Rồi 38 kg. Cá chép cá nho nhỏ đồ gì là 38 kg đầu tiên cô biết kỳ và chú Hưng ơi. Rồi 38 rồi. Dạ. Khỏe ha. Nè đang căng á cô chú, đang căng nên tiếp sức oxy luôn cho cá nó thở. Rồi. Bây giờ hết rồi cô chú ơi. Cá chép đã gom hết luôn rồi đó. Cá chép là gom hết rồi đó. Rồi tới này coi, mở lên coi. Cái này cá chê hả? Cá chê 35.000 hả? Rồi 35.000 cô biết kêu chú Hưng ơi. Rồi căng đi. 38 kg rồi. Rồi bây giờ tới cá chê nè cô chú. Cá chê giá 35.000. Còn cá chê nè cô chú ơi. Bởi vì hết trơn cá chép luôn rồi cô chú ơi, gom hết luôn rồi. Dạ cá chép cô chú gom hết luôn rồi đó cô chú. Cá chép có bầu bụng bầu không à, bụng bầu không rồi đó cô chú. Mà cô chú giải cứu các em có bụng bầu hết rồi. Các em thở nè, các em đang thở nè cô chú. Đâu chia ra hai lần đi, chia ra hai lần đi. Là ủa, phải 14 không? 14 mới đủ hai lần. Là 48 nữa. Đó, không? Không được hả? Yeah. Cái này 12 kg. Cái này đâu chưa? 12 kg luôn gửi. Còn 12 kg đi. Đúng không? Chuẩn bị căng giác cái đó rồi nha. Rồi. Rồi. Bỏ vô cái sạp đây. 12 kg đầu tiên của cá chê. Rồi. Cái này chị căng hơi giác đi. Bùng quanh kia. 12 rưỡi nữa đó cô chú. Là còn 12, 12 với 12 là 24. Hả? Rồi hả? 24 mà. Không, để từ từ đi. Dạ.
Rồi 12 rưỡi nữa đó. 12 rưỡi nữa. Là thật 12, hồi nãy là 24 với 12. 36. 36 rồi. Chưa. Thêm nữa. Cái đó còn nguyên cặn xé luôn hả? Còn nguyên cái thùng đó luôn hả? Dạ. 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 Mua trong phạm vi số tiền cô chú giao à, không có lấy nhiều lắm, còn nhiều quá. Dạ không. Còn nhiều lắm, còn đâu cái cá chê, cá lóc, cá gì tùm lum nhiều quá. Bởi vậy. Rồi. Rồi 12 rưỡi luôn cô chú ơi. 12 rưỡi còn 12 kg, hồi nãy 36 với 12 là 48. 48 kg cá chê. Cá chép thì 38. 48 với 38 là 86 kg, tổng cộng 86 kg, đồng giá là giá 35.000 cô chú ơi. Rồi bây giờ trả tiền nè cô chú ơi. Bây giờ lấy cá đem đi, cá đi thả là tổng cộng 86 kg, 38 của ký cá chép và 48 ký cá chê, giá là 35.000. Tổng cộng là 35 nhân 86 là 3.010.000. Chị bớt 10.000 đi. Là lấy 3 triệu chẵn hả? Ờ 3 triệu chẵn. Rồi bây giờ chị đếm rồi. Đếm cho nghe. 3 triệu phải không? Rồi bắt đầu con đem đi thả cô chú ơi, các em được thả rồi. Nên nói chị chế 10.000 cho cô nha. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay có gia đình cô Vicky và chú Hương ở bên Mỹ quá, thả cá phóng sanh giải cứu cho các em đi không còn bị giam cầm nữa. Nguyện cầu xin Đức Phật A Di Đà từ bi tác đại chứng minh. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở bên Mỹ xin được thả cá phóng sanh vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch để giải cứu cho các em cá chép này có vòng đi và cá chê. Xin nguyện cầu cho gia đình của cô Vicky và chú Hưng được gia đình hạnh phúc, cầu cho gia đình làm ăn được may mắn, có tài có lộc. Nam Mô A Di Đà Phật. Và hồi hướng cái công đức lành này cho gia đình của cô Vicky và chú Hưng. Các con, các cháu của cô đó chính là anh Trần Eric, chị Lê Tiffany, anh Lê Quốc Việt, cháu Lê Phát Thơ, cháu Lê Á Liệt, cháu Lê Lê Việt cùng với gia đình. Xin được nguyện cầu cho gia đình của cô Vicky và chú Hưng, các con, các cháu trong gia đình được muôn đời bình an, đời đời sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Và buổi lễ phóng sanh ngày hôm nay xin được cầu an cho mẹ của chú Hưng và cô Vicky là bà Châu Thị Thấn, 91 tuổi. Cầu cho bà được bình an và được khỏe mạnh. Xin Đức Phật A Di Đà từ bi tác đại chứng minh. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng pháp khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề chọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
ngày hôm nay có cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ phát tâm mà giải cứu các loài cá này đi để cho các em không còn bị giam cầm nữa. Cuối mong tâm bảo thường ở khắp mười phương từ bi giáng đạo tràng, nay chứng minh gia hộ cứu độ cho các chúng sanh này luôn tinh tấn tâm bảo thoát kiếp trầm luân, mang căn dứt sạch phát sanh vào đường lành, ngưỡng cầu trên tâm bảo khắp mười phương từ bi qua giáng đạo Phật gia hộ. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Đã muôn đời kiếp trước chúng con đã tạo ra nhiều ác nghiệp, tham sân si hỉ nộ ái ố của trần đời, nên kiếp này bị đọa xuống làm đồi cá. Xin Đức Phật A Di Đà từ bi các đại chứng minh, chúng con quay về nương tựa Phật, chúng con quay về nương tựa Pháp, chúng con quay về nương tựa Tăng, quay về nương tựa Phật không đọa địa ngục, quay về nương tựa Pháp không đọa ngạ quỷ, quay về nương tựa Tăng không đọa vào súc sinh. Chúng con thành tâm quy Phật, chúng con thành tâm quy Pháp, chúng con thành tâm quy Tăng. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Sa Già Đa Già Đa Diệt Già Tha Di Đà Bà Tỳ A Di Đà Tất Tam Bà Tỳ A Di Đà Thị Ca Lăng Đế A Di Đà Thị Ca Lăng Đa Già Di Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Sa Già Đa Già Đa Diệt Già Tha Di Đà Bà Tỳ A Di Đà Tất Tam Bà Tỳ A Di Đà Thị Ca Lăng Đế A Di Đà Thị Ca Lăng Đa Già Di Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Sa Già Đa Già Đa Diệt Già Tha Di Đà Bà Tỳ A Di Đà Tất Tam Bà Tỳ A Di Đà Thị Ca Lăng Đế A Di Đà Thị Ca Lăng Đa Già Di Nị Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ôi da, cái này là cái cây bông hồng nè, cô biết kia và chú ơn dặn là phải mua gãi vô cho các em. Đây, con đã mua xong rồi, cô biết kia và chú Hương ơi, bây giờ gãi cái hoa hồng vô cho các em nè. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Hoa thơm nè, hoa thơm cho các em nha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật nè. Nam mô A Di Đà Phật. Các em đi là nhớ ăn thịt, này là của cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ quá nha các em. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Xin Đức Phật A Di Đà từ bi tất đại chứng minh ban phước lành cho gia đình cô Vicky và chú Hưng được muôn đời bình an, đời đời sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Ngày hôm nay thân chủ của các em cá này là cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ quá mua giải cứu cho các em cá này đi không còn bị giam cầm vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, giải cứu cho các em ga cá chép này đi và cá chê. Xin các em đi nhớ ăn tình này là của cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ quá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện cầu xin cho gia đình của cô Vicky và chú Hưng ở bên Mỹ quá được muôn đời bình an, đời đời sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật.
chị và chú Hân ơi. Di Đà Phật, Nam Mô A 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 Di Đà Phật. Ăn tình này là của cô Vicky và chú Hân nha các em ơi. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cảm tạ tình thương của cô Vicky và chú Hưng rất là nhiều trong cái mùng 10 tháng giêng âm lịch này mà vợ chồng của cô chú ở nơi xa đã đong đầy cái tình cảm phát tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm để gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà giải cứu các em cá loài cá này ngày hôm nay đi không còn bị giam cầm nữa. Nguyện cầu xin Đức Phật A Di Đà từ bi ban phước lành cho gia đình của cô Vicky và chú Hưng, các con các cháu trong gia đình được thân tâm thường an lạc, sức khỏe vô biên, sở nguyện thì được tỳ tâm, sở cầu thì được như ý, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Năm mới chúc cho gia đình của cô Vicky và chú Hưng tấn tài tấn lộc tấn bình an. Chúc cho mẹ của chú Hưng và cô Vicky là bà Châu Thị Thấn 91 tuổi, nguyện cầu xin Đức Phật A Di Đà từ bi ban phước lành chân mẹ hiền của chú Hưng và cô Vicky được cả đời bình an, được đời đời sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Cầu chúc cho bà được nhiều sức khỏe, tai qua nạn khỏi, bệnh hoạn được tiêu trừ. Xin cảm tạ tình thương của cô Vicky và chú Hưng ở nơi xa rất là nhiều. Năm mới chúc cho vợ chồng của cô chú được an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc để có cái đồng ngăn chia sẻ về dưới quê nhà với những cảnh đời khó khăn nhiều hơn nữa. Và xin cảm ơn tấm lòng từ bi bao la của vợ chồng cô chú ngày hôm nay đã phát tâm giải cứu các em cá này ngày hôm nay được đi không còn bị giam cầm nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm tạ tình thương của vợ chồng cô chú rất nhiều. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con trả tiền đò. Cảm ơn. Dạ. Rồi, con chúc ăn nhiều sức khỏe nha. Giờ dạ, xong rồi cô Vicky chú Hưng ơi, thả rồi. Cho em bơ đi rồi cô chú ơi. Cảm ơn cô Vicky. Dạ. Về nhà ở chợ luôn á. Dạ. Ừ. Tiền xe có còn nhiêu dạ? Dạ con gửi tiền. Rồi. Ừ. Cậu đi tiểu. Tiểu 3.000. Yeah.
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, tiền hoa hồng 60.000, mua cá 3 triệu, tiền đồ 100.000, tổng tiền mua của cô Vicky và chú Hưng là 3.160.000. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật.